Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Little Sài Gòn. Trong chương trình thời sự Thế giới hôm nay, xin gửi tới quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Lục quân Mỹ sắp thử bày đàn UAV có khả năng tấn công khủng. Tổng thống Zelensky cuối cùng đã nhận được vũ khí Ukraine mong muốn. Sau Wisplay, Mỹ cung cấp cho Ukraine các máy bay không người lái Phượng Hoàng Ma Phoenix Ghost cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, phương Tây đã sẵn sàng vượt qua giới hạn đỏ. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Lục quân Mỹ sắp thử bày đàn UAV có khả năng tấn công khủng. Quý khán thính giả của Little Sài Gòn thân mến, lục quân Mỹ sắp thử một mạng lưới máy bay không người lái gồm 30 chiếc có thể thực hiện trinh sát hoặc tấn công ồ ạt đối thủ. Đây sẽ là bày đàn UAV lớn chưa từng có mà đơn vị trên thử nghiệm. The Cry đưa tin, lục quân Mỹ lập kế hoạch thử nghiệm một bầy đàn UAV gồm 30 chiếc nhỏ kết nối thành một mạng lưới trên sa mạc Utah vào cuối tháng này. Nhóm các thiết bị này sẽ trở thành bầy đàn UAV lớn nhất mà lục quân Mỹ từng thử nghiệm theo cơ chế vật thể phóng từ trên không. Cơ chế này có thể ám chỉ việc dùng nhiều UAV ồ ạt lao vào mục tiêu đối thủ, gây ra đoàn tấn công áp đảo, đồng thời cung cấp ngược lại thông tin cho hệ thống vũ khí khác của Mỹ như trực thăng và nhóm quân nhân mặt đất. Trong bài thử nghiệm tới, lục quân Mỹ dự kiến sử dụng UAV Altius 600 của nhà thầu Area 1 và Coyote của Raytheon. Right Chúng sẽ được phóng đi từ các máy bay và các phương tiện mặt đất trong cuộc tập trận EDG 12 dự kiến diễn ra từ ngày 25 tháng 4 tới ngày 12 tháng 5 ở bang Utah. Đại diện lục quân Mỹ Walter Rugen cho biết, Tôi nghĩ quý vị sắp được chứng kiến việc thử nghiệm quy mô lớn thiết bị tác chiến điện tử và các UAV tấn công kiểu bày đàn việc triển khai uav trong cơ chế vật thể phóng từ trên không có thể từ máy bay phương tiện mặt đất và cả quân nhân mặt đất chúng sau đó sẽ kết hợp với nhau trở thành một mạng lưới uav các thiết bị này sau đó sẽ dùng cảm biến hồng ngoại xem xét chiến trường rồi gửi thông tin lại cho phía điều hành tác chiến với sự đông đảo của các thiết bị và kích thước tương đối nhỏ các bầy đàn uav này có thể di chuyển vào sâu khu vực tác chiến đối thủ nhờ được kết nối với nhau chúng có thể quét một địa hình rộng gửi video và tạo nên một cái nhìn toàn diện với chiến trường ngoài ra nhiều chiếc trong số chúng có thể cùng lúc lao vào các mục tiêu có giá trị của đối thủ để hoạt động như uav cảm tử nếu cần UAV trong thời gian qua được xem là vũ khí của tác chiến hiện đại khi nó thể hiện uy lực nhất định trong các cuộc xung đột. Vì vậy, UAV tác chiến theo kiểu bay đàn cũng được cho sẽ trở thành một chiến thuật trong tương lai khi chúng có thể làm giảm thiểu rủi ro thiệt hại về nhân lực nhưng vẫn có hiệu quả tàn phá với đối thủ. Chuyển sang một bản tin khác. Tổng thống Zelensky cuối cùng đã nhận được vũ khí Ukraine mong muốn. Thưa quý vị, mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các đồng minh phương Tây cuối cùng đã chuyển giao loại vũ khí mà Kiev kêu gọi. Ukraine nói rằng những vũ khí này sẽ cứu sống hàng nghìn người. Trong bài phát biểu vào ngày 22 tháng 4, ông Zelensky nói, Như mọi ngày, chúng tôi dành sự quan tâm tối đa đến việc cung cấp cho quân đội những vũ khí cần thiết. Đây là mục tiêu số một của đất nước. Tôi biết ơn những đối tác cuối cùng đã lắng nghe chúng tôi, những người cung cấp chính xác những gì chúng tôi cần. Tuần này, các nước phương Tây đã cam kết tăng cường viện trợ vũ khí, đặc biệt là pháo hạng nặng cho Ukraine. Theo Reuters, ông Biden nói việc quốc tế chuyển giao vũ khí cho Ukraine là lý do rõ rệt Ukraine có thể ngăn chặn quân Nga kiểm soát thành phố cho đến hiện tại. Ngày 22 tháng 4, Pháp cho biết sẽ viện trợ pháo tự hành Caesar cho nước này để chế tạo vào cuối tháng 4. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine với một lần ranh đỏ để không lấn sâu vào xung đột. Tính đến nay, khoảng 30 quốc gia, bao gồm cả những nước không phải thành viên NATO, đang nỗ lực viện trợ vũ khí cho Ukraine. Giới chuyên gia cho rằng, việc điểm nóng chiến sự hướng về Donbass thuộc Ukraine phải có nhiều vũ khí hạng nặng để phòng thủ, đặc biệt là các loại lựu pháo so với các loại tên lửa cầm tay nhận được trong giai đoạn đầu. Sau khi Điện Kremlin tuyên bố chuyển mục tiêu tập trung giải phóng miền đông Ukraine, Washington và các đồng minh cũng thay đổi kế hoạch, cung cấp cho Ukraine những vũ khí lớn hơn và tiên tiến hơn Định hình tương đối bằng phẳng ở nơi này phù hợp với chiến thuật cơ động đánh tạc sườn, khi đó xe tăng và các lực lượng trên bộ khác sẽ được hỗ trợ bởi pháo tầm xa như lựu pháo 155mm trong khi di chuyển. Chuyển sang một bản tin khác. Sau script play, Mỹ cung cấp cho Ukraine các máy bay không người lái Phượng Hoàng Ma Furnish Ghost Thưa quý vị, vào hôm thứ Năm, ngày 21 tháng 4, Lầu Năm Góc cho biết máy bay không người lái Furnace nằm trong gói vũ khí mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine, được không quân Mỹ phát triển để tấn công các mục tiêu và tự hủy sau một lần sử dụng. Mỹ và các đồng minh đã tăng cường vận chuyển vũ khí tới Kiev trước khi Nga tập trung tiến công ở miền đông Ukraine trong nỗ lực cứu vạn chiến dịch kéo dài gần 2 tháng của mình. Các lực lượng Ukraine đã sử dụng nhiều loại vũ khí phương Tây để chống lại các mục tiêu của Nga một cách khá hiệu quả, bao gồm tên lửa Stinger và Javelin cùng với các máy bay không người lái như Parata TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ và Scripple do Mỹ sản xuất. Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Năm rằng hơn 121 hệ thống máy bay không người lái chiến thuật Phoenix Ghost hay còn gọi là Phượng Hoàng Ma sẽ được cung cấp cho Ukraine trong gói vũ khí mới. Lầu Năm Góc cho biết máy bay không người lái Phoenix Ghost rất phù hợp với cuộc chiến sắp tới ở vùng Donbass của Ukraine nơi có địa hình bằng phẳng. Phát ngôn viên lầu năm góc John Kirby cho biết, nó rất phù hợp với những gì mà người Ukraine cần ngay bây giờ ở Donbass. Phạm vi hoạt động và khả năng nhắm mục tiêu của loại máy bay không người lái này không được ông Kirby tiết lộ thêm. Tuy nhiên, ông vẫn nói rằng chúng được thiết kế chủ yếu cho các mục tiêu tấn công. Một số ít binh sĩ Ukraine đã được đào tạo tại Hoa Kỳ về cách vận hành máy bay không người lái Switchblade. Ông Kirby cho biết việc đào tạo máy bay không người lái cross sẽ tương tự như việc đào tạo tên lửa Switchblade. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ chi tiết kế hoạch đào tạo hoặc cho biết có bao nhiêu người Ukraine sẽ được đào tạo về hệ thống mới. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ lo Austin sẽ tiếp một nhóm người đồng cấp của mình để thảo luận về các nhu cầu quốc phòng hiện tại và sắp tới của Ukraine. Cuộc gặp sẽ diễn ra tại căn cứ Không quân Ramstein ở Đức. Nhóm tư vấn quốc phòng Ukraine này sẽ bao gồm các quốc gia không phải là đối tác của NATO. Một phần của chương trình nghị sự là thảo luận về các nhu cầu quốc phòng và an ninh lâu dài của Ukraine trong thời kỳ hậu chiến, Kirby nói. Chuyển sang một bản tin khác. Cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine, phương Tây đã sẵn sàng vượt qua giới hạn đỏ. Thưa quý vị, mặc dù tăng cường hỗ trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine, nhưng việc Mỹ và các đồng minh có sẵn sàng vượt qua giới hạn đỏ hay không lại là chuyện khác bởi cả phương Tây và Nga đều muốn tránh đối đầu trực diện Phương Tây những ngày qua đã tăng cường hỗ trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine, dù trước đó tuyên bố sẽ chỉ cung cấp vũ khí phòng thủ để tránh làm leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, động thái này có đồng nghĩa với việc Mỹ và các đồng minh đã sẵn sàng vượt qua giới hạn đỏ hay không lại là chuyện khác. Bởi cả Nga và phương Tây tới nay đều cho thấy muốn tránh một cuộc đối đầu trực diện với những hậu quả khó đoán định không chỉ đối với những nước liên quan mà còn với cả an ninh quốc tế và khu vực. Sau anh, Cộng hòa Séc, Ba Lan và Mỹ, Pháp hôm qua ngày 22 tháng 4 là quốc gia mới nhất thông báo cung cấp pháo tự hành cho Ukraine, đánh dấu một bước chuyển lớn trong lập trường của nước này đối với cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow. Cho đến trước ngày hôm qua, Pháp cùng với Đức vẫn nằm trong số ít những quốc gia thành viên tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, kiên quyết không chuyển giao vũ khí hạng nặng như súng, xe tăng, máy bay chiến đấu cho Ukraine do lo ngại nguy cơ một cuộc chiến lan rộng. Một ngày trước đó, Washington đã công bố khoản viện trợ quân sự thứ hai trị giá 800 triệu USD cho Ukraine chỉ trong vòng 10 ngày, trong đó bao gồm cả vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng. Quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin mở cuộc tấn công mới nhằm vào khu vực miền đông chiến lược tại ở Ukraine đang đặt ra bài thử nghiệm mới, khó khăn đối với các nước phương Tây. Sau khi sử dụng màu hạt, chưa có tiền lệ sức mạnh mềm để tạo sức ép trước Nga, điển hình là các bước đi về cô lập ngoại giao và trừng phạt kinh tế, Tổng thống Joe Biden và các đối tác giờ đây sẽ phải đưa ra các quyết định khó khăn về sức mạnh cứng. Bộ Ngoại giao Nga hôm qua cảnh báo các lực lượng vũ trang Nga có thể coi việc vận chuyển vũ khí của Mỹ và các đồng minh NATO trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố bất kỳ bước đi liệu lĩnh nào của Mỹ và các đồng minh đều có thể dẫn tới những hậu quả khó lường đối với an ninh khu vực và quốc tế. Chúng tôi thậm chí không muốn nói về điều đó bởi một cuộc đối đầu giữa Nga và NATO sẽ chỉ dẫn đến mối đe dọa lớn và những hậu quả không thể khắc phục được cho toàn lục địa. Dự kiến tuần tới, Mỹ sẽ chủ trì một cuộc họp tại Berlin với sự tham gia của đại diện 20 quốc gia nhằm thảo luận về các nhu cầu hỗ trợ của Ukraine. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, viện trợ quân sự không có nghĩa là tham chiến. Mỹ và các đồng minh vẫn cho thấy khá kiềm chế trong vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine để tránh vượt qua giới hạn đỏ đụng độ minh chứng rõ nhất là việc những nước này tới nay vẫn chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ cung cấp máy bay, bay tiêm kích xe tăng chiến đấu hay đưa quân tham chiến tới ukraine họ hiểu rằng một sự can thiệp sâu hơn cũng đồng nghĩa với cánh cửa ngoại giao khép lại và nguy cơ xung đột lan rộng có thể để lên thành cuộc chiến trực diện giữa nato và nga đó là một kịch bản mà không bên nào mong muốn tiến trình hòa bình giữa nga và ukraine tới nay vẫn không đạt tiến triển bất chấp nhiều vòng đàm phán cả trực tiếp và gián tiếp dẫu vậy việc các bên liên quan không từ bỏ đối thoại đã một lần nữa cho thấy cánh cửa ngoại giao vẫn chưa khép lại tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres ngày 26 tháng 4 tới sẽ đến nga và sau đó là ukraine nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang gây chia rẽ thế giới theo người phát ngôn của liên hợp quốc Eddie caneco tương lai của chủ nghĩa đa phương đang bị thách thức và ngoại giao vẫn là con đường tốt nhất Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã gửi thư cho Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky với hy vọng có thể thảo luận về những bước đi khẩn cấp nhằm khôi phục hòa bình tại Ukraine, cũng như đảm bảo tương lai của chủ nghĩa đa phương bởi cả Nga và Ukraine đều là những thành viên sáng lập của Liên Hợp Quốc. Vâng thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp được phát sóng trên kênh Little Saigon News.